Khi những lá thăm may rủi đưa MU gặp Paris Saint-Germain, rất nhiều người hâm mộ nghĩ đó là một cái kết cho Manchester United tại đấu trường Champions League ở mùa giải năm nay. Nhưng mọi thứ hoàn toàn đổi chiều ở thời điểm hiện tại, và thật không may cho PSG, họ lại phải gặp quỷ đỏ ở thời điểm này. Thực tế chỉ ra rằng MU đang là một trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Âu trước cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch nước Pháp vào thứ tư tới. Đã 11 trận liên tiếp đi qua, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer chỉ hòa đúng một trận, còn lại là 10 chiến thắng. Và họ cũng từ nỗi tuyệt vọng dưới thời Jose Mourinho để lột xác bay vào top 4 tại giải Hoàng Anh. Trong khi đó, PSG đang độc chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Nhưng đây là giai đoạn hết sức khó khăn của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Trong chuyến hành quân đầy giông bão đến sân Old Trafford, PSG mất 4 trụ cột quan trọng bao gồm có Neymar, Verratti, Cavani và Thomas Meunier. Vì vậy, mọi trọng trách trong trận lượt đi của thầy trò Thomas Tuchel sẽ được đổ dồn lên vai của Kylian Mbappe. Trong lịch sử, Manchester United và PSG mới chỉ gặp nhau đúng một lần, và đó là trận giao hữu vào năm 2015. Khi đó, đại diện của nước Pháp đánh bại MU với tỷ số 2-0. Do đây chỉ là trận lượt đi và mọi thứ vẫn còn chờ đợi cho trận lượt về, nên 90 phút tại Old Trafford, cả hai đội chắc chắn sẽ có những toan tính và không muốn đưa ra những phương án mạo hiểm. Theo các chuyên gia từ nhà cái V9bet, MU chấp 1/4 trong trận này và tài xỉu là 2/5. Sự lựa chọn của chúng tôi là kèo MU. Nếu như căn cứ vào danh sách viện binh của PSG cộng thêm phong độ hủy diệt của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer, thì chọn MU rõ ràng là một kèo rất thơm.